mắt mi miêu người yêu đãi cát cao sang lùa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen, em không đi tìm người yêu say đắm giờ hoa, anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngà lòng cao xé cát. Em ơi có gì vẫn luôn vững. Đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao, anh ơi em tìm người yêu thương mãi trên xin. Mãi đây cho dù dần đời gốc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba suốt đời có nhau. Đúng bài nhưng mà lo quá, lo quá thấy anh dưới mặt căng quá căng, bất cứ lúc nào cũng có đồ bay lên trên đó. Rất là hay, hay mà coi như là chạm đến cảm xúc của Nhật Tinh Anh rất là nhiều. Khi mà bạn nữ vào câu hát đầu tiên là ăn liền, rồi cái bạn nam thì những cái câu hát trên cao hết, tất cả bài hài đình rất là cao đều phù hợp với giọng hát của hai bạn hết. Chúc mừng cho tiết mục của bạn rất xuất sắc. Dạ em xin cảm ơn. Bài này là đúng quãng đúng giọng, cả hai người đều thuận lợi. Nhưng riêng bài này thì tôi chấm cho cái ông dài sọc thêm được tí, là tại vì hát quá hay, giọng rất tình, rất nghệ sĩ và hát từ trong trái tim hát ra. Chị này thì hát cái giọng mình hơi bị chép nhiều hơn bass, nghe nó không có ấm bằng cái bài một chị hát ha. Vậy chị Tâm thấy sao ạ? Chị thấy một bên chép một bên bass nó hay hơn anh, coi như là nó hòa vào luôn. Giọng của bạn nam thì rất là ấm mà giọng của chị thì rất là sáng. Em không nghĩ là giọng chị lên cao được như vậy luôn. Nhưng mà nếu mà mình vào vòng trong á, mình chọn cái bài nó vừa vừa phải tí xíu, cái giọng nó sẽ đẹp chứ nó không có bị như anh Thành, nó bị thé, nó bị chép nhiều quá. Còn đối với bạn nam thì cứ vậy mà phát huy quá hay, quá đẹp trai. Xin cảm ơn chị. Dạ.